Chết luôn rồi đó. Chết luôn, chết. Dính. Chết. Nó rớt này. Rồi, xin chào mọi người nha. Hôm nay mình với Nhí sẽ làm đồ nghề bắt rắn. Tại vì hôm bữa đi săn chuột á, gặp rắn quá trời nhiều luôn, nhưng mà bắn nó ná, nó không có chết, nó xảy nhiều quá, cái chục con bắt được 2 con à. Nay mình với Nhí sẽ làm đồ nghề, đặng tối nay tụi mình sẽ đi săn bắt rắn. Mình đục cái lỗ đang dẫn con dây ra ngoài này, hồi mình dịch nha các bạn. Dưới thì nói kiếm mấy cây mình nói cho nữa là xong. Xin chào mọi người nha. Nay mấy anh em chuẩn bị hành trang lên đường đi săn đêm. Bữa đi săn gặp rắn quá nhiều nhưng mà không có bắt được. Tại không có đồ nghề, không bắt được. Nay mới làm đồ nghề nè, phải không? Đây. Nay đi bắt săn chim cò, chuột, ếch gì rắn, thậm chí rắn cũng bắt hết, không tha con nào hết. Rồi cái gì mình sẽ quay review cho các bạn xem nha. Tát khô trước đi. Tát khô học đó đi xuống chạy tát. Đây ngồi cái này tát học đó. Trời mưa nghe mọi người, giờ sẽ xuống tát nước cái vỏ mới đi được. Vừa tạnh mưa luôn. 75 years later. Trời ơi bắn đâu rồi? Đây nè, đây nè. Bắn đạn đi đâu hả? Mày bắn đâu ở trên cái nóc đó đó. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chết rồi nha mọi người. Vô đen. Ngồi đó coi trời. Chết nha mọi người. Tắt đi, kêu nó tắt đi. Cò nha mọi người. Tiêu rồi đó. Trước à. Đây nè, đây nè, đây nè. Đen từ từ, từ từ. Chết rồi đen. Bỏ đèn xuống. Mày chưa quay gì chứ. Sống sống. Có cái ngạnh mà sợ gì, rút lại đi. Ra luôn. Nó bay lên bay đi luôn cái tôi thua luôn. Thì bắn một cái bọc nó ngàn lộn. Bị dò nữa. Còn thứ hai nha mọi người. Cái hông nó đưa vô cái hông nó mà không đụng nó là gì? Ở đây có nè, ở đây được nè. Cái này được nè. Gắn nha mọi người. Nãy giờ khục anh con rồi, giờ tới con này thử cái nữa không được luyện đồ luôn. Ai út đi mà. Đổi chỗ đen. Đó, ngay chỗ đó được rồi, sẵn vô. Rồi, đứng đây.
sợi thà này dính chắc rồi. Dính rồi mọi người. Mạnh luôn. Dính vậy luôn đi. Không có dính xuống được đâu, dướng nhánh rồi. Đúng rồi, nhánh rồi. Không có cái đồ giật mình dính. Đừng có buông ra. Đừng lấy chỉ một sơm cái này. Đừng có sơm, đừng sơm, đừng sơm. Sơm đi, chắc ăn. Đừng có sơm. Đừng có cãi. Đây đi, khỏi 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 khỏi. Được, 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 được. Đó, nó dính luôn cái nhánh rồi. Luôn nhá. Nó dính cái nhánh rồi mà sao? Trời ơi, xa thế mẹ. Đó, rồi dạ. Để ngoài luôn. Ra dưới sông đi. Ô, con này bự, bự quá luôn. Chứ không có bao tay nè. Giờ nó bao tay. Nó tát rồi. Lấy cái bọc nó sọc luôn. Nó cắn nè. Ghê. Mình chán luôn nha mọi người. Này cái nửa ký phá phá vậy dở lần miền bắt được cu đó đây. Con trên nó với con ngoài này, con mày dễ bắn này ngay tầm ngay gần mắt quay ghê quay ghê. Đó còn con trong đó đó. Còn con nữa đó. Con nó chết, chết rồi, trúng rồi mà. Thì đây con bay trúng con bay con. Tưởng nó bay luôn rồi chứ. Con này nó chết queo rồi. Đó là con này nó thẳng xuống rồi. Là lụm nó trước đi. Con làm con này luôn đi. Lụm trước thì lụm trước đi, hồi không biết được kiếm. Không làm cái này con cũng chết mà đâu có chạy đâu mà sao. Bơi tới đi. Còi nha mọi người, còn ma nha mọi người. Con này má mày hú. Chết. Chết luôn rồi mọi người. Để vô. Nó chạy á, nó chạy á, con quỷ nó chạy lắm. Chạy, xẹt xẹt. Xuống 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 đây nè, xuống đây bây giờ. Má nghe mày luôn. Đây dầm thẳng vô đi. Cái kia đi lên không nhớ lỗ á. Cái kia đi lên không nhớ lỗ. Đó là nó chạy á, nó chạy á lên. Coi chừng cái chĩa. Có hàng nha mọi người. Hàng cầu mai mọi người. Để hai cánh đây. Cuối cùng tôi đã hạ được cái phòng. Dở lên lại cái nhé. Đang nó quay nó đưa cái đèn ngay chốc luôn không thấy. Cầu mai mọi người. Bây giờ. Vô đó. Nè, qua trước này nè. Hồi nãy kêu kêu kiếm con cu trước đi không chịu, giờ nó lạc rồi nè. Thấy chưa? Có. Nó chết rồi mà. Cái đường này gắn hết không gắn. Bữa không đen, bữa không dở đen. Chào quá luôn. Của bành kia. Gắn nghe mọi người. Rồi được rồi. Đen lên bờ giật luôn đi. Đưa đen lên bờ giật luôn đi. Nó không giật. Mày giật được không? Nó không giật. Cảm ơn mọi người. Chứ giật nữa. Chạy giật. Móc mẹ giữa cái mình đi giật bắt được được thôi. Để giật. Cái nặng quá nó rung đi. Cứ bước bờ luôn nhé. Nó cứ sợ nghiêng nghiêng nó rung không tới đâu nha. Cầm cầm cái xích lên trên cho nó nhẹ chút không? Gần gần đó. Bước đó mày giật luôn đi. Đưa vô cái trống con này trống nè. Con này giống gỗng mà. Đưa dưới lên nghe giật nó được nè. Định buông vậy nha. Đừng có đụng cái cây, đụng cái cây là nó để vô hút qua khỏi cho mình nó giật cái bọc xuống. Hút mình sao sao. Giật dính dây luôn. Mình để đụng cái đi. Nó cắm là được rồi. Đưa vô hút tấm của nó. Đưa vô hút tấm của nó. Đưa đừng đụng nó. Đưa hút lên xa xa thôi giật nha. Rung kìa độ quá cây luôn. Nghĩ cái cây là nữa nữa đi chưa tới chưa tới có vô nữa mà không được rồi được rồi đó được rồi đó thiết dây mạnh luôn thiết dây mạnh luôn giật cưng giật cái cây gãy luôn đi đây giật cái cây gãy luôn á giật cây gãy luôn á ừ mạnh luôn mạnh luôn giật mạnh luôn đừng buông nha đừng buông con dây dính nè mọi người dính dính con dây chắc dính dây chắc nhắn nha mọi người chụp đầu nó gãy rồi rồi lắm chưa. Rồi buông dây ra, buông dây ra, buông ra. Rồi, trời đó. Đã dân không chuyên nghiệp mà chịu được cái áo, cái chụp cái đầu nó, chụp đầu nó xong đưa tay chụp đi. Không bắn rồi. Rồi.
lại nha mọi người, hô lại. Hô lại. Rung như cây sấy. Rồi vô bị, vô bị. Trước rồi. Còi nha mọi người. Có mẹ đây. Lúc này. Tới rồi, tới rồi. Đó 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 đi. Đây nè. Đó. Đó ngay cái đèn mà luôn đó. Nghĩa nó gọi đâu á? Nè nè. Đợi bên đây. Nó chưa thấy mà. Nãy thấy đây rồi mà đi bị hút. Rồi, chạy giò. Đập đen, đập đen, đập đen. Đập, đập đen. Phóng xuống lưỡi vô đập. Phóng xuống. Chết luôn. Còn sống, còn sống. Ôi luôn, gục đầu. Rắn như mưa. Em mưa. Thấy chưa? Em quay thấy cái đầu anh thôi. Trời ơi, Nghĩa đứng dậy rồi đấy, quay quay. Sâu vô trong luôn á, được rồi. Bẻ nó bự ra chút nữa rồi. Bẻ càng chút nữa. Vô ngoài luôn, quật luôn. Rồi rồi rồi. Vậy kéo vô trời. Vô vô. Vô hết. Vô mạnh. Vô chân à. Mày quốc đại vô kéo mạnh. Kéo sự thư nhẹ chứ. Được, được, được. Kéo cái phục nó không xuống rồi. Vô ngay giữa mình luôn nha. Gắn. Một cái hàng dưới hai một khúc rồi. Mẹ nó cứ kêu đằng nhẹ nhỏ mà. Đưa đi, gió nó không nhét. Kêu đằng nhỏ bẻ cái đằng luôn không được. Ờ, thì để dính đi rồi tính sau. Rồi dính đi. Để cái đằng xuống luôn, cái đằng xuống luôn. Dính đi nha mọi người. Dính luôn cái gọn ghê rồi. Ê, con tiền tuột ra nha. Đứng về nghe, đứng về nghe, đứng về phụ nó nghe, kéo cái kéo. Tự trọng chứ nhỏ đâu. Được không? Kéo lẻo thì nó hết à. Nè. Trời ơi, nó tao quá mày. Áo thì nó vô áo rồi nè. Rồi, bu bu bu. Dính rồi mọi người. Không được. Mà hình như thật cái chưa dính cái đầu nó. Lần lên, lần lên. Lần lên, tôi vuốt mày. Lần lên. Cắn cái áo mà. Ừ, cắn để vậy đi, tao dễ cầm mấy. Dạ. Rồi dân dạng mắt gắn rồi. Rồi nè, thấy không? Mắt cái một. Mắt cái một và cái áo. Áo đâu, áo sống. Rồi, một con gắn nữa nha mọi người. Chết luôn, tại chỗ đây. Luôn à. Rồi, rồi, rồi. Đi kìa. Trời ơi, bơi rồi. Bơi vô đi. Bơi vô. Nó muốn làm cho nó cực không à. Nó là cái ẵng rồi kìa. Chết rồi, chết rồi. Chưa, chưa. Chưa, ngay đầu nó rồi nhá. Tao quắn còn còn sống không? Không cần cái cổ mà không dính. Trời ơi, nghe nó bắn ở trên núi. Ôi trời ơi, có cổ bắn như tử luôn á. Mẹ nào ta xuống, nhặt đầu nó. Tới rồi, nghe như nó lùi cái đầu đập. Tao bắn cò, con nào cũng còn sống hết á. Một con nữa mọi người. Có hai cái gây cánh gây giò, gây cánh gây giò. Nhiều luôn tét hết trời. Nhìn dài á nè. Được rồi mọi người ơi. Gáo cá lên thật. Mày bắn đi, tao bắn không sát sinh nữa đó. Tao bắn hụt nữa chứ mày. Nè, thun này sao nó rút vô luôn nè. Của tao, thun tao đâu rút gì đâu. Bởi vì nó mỏng quá, tại nó mỏng quá. Nó rút hoài, giết nó không đều gì. Mày phải rút cho sát vô chứ. Mày rút lọt vô mỗi lần thay cực thấy bà luôn. Cờ nó mưa. Tại thun tao mỏng quá, nó bánh không mỏng mà. Ừ, sát sinh rồi. Em bắn là gãy cánh rồi đó. Ngã, ngã mọi người. Em bắn là gãy cánh gãy giò nữa rồi. Nghĩa bắn là còn chiêu quá, quá. Nghĩa, nghĩa thề với lòng không sát sinh nè. Bắn gãy cánh gãy giò, gãy cánh gãy giò. Sùi lơ luôn rồi. Mọi người xa không thấy đâu. Gì đây đó, đây đó mà xa. Dính, hai gớt rồi đó. Thấy chưa, hụt viên thôi chứ lẽ hụt hoài. Rồi, chảy giò. Đấy, đập đấy, đập đấy. Đập đấy, đập đấy. Thế chỉ nó chụp được luôn á. Còn sống rồi đó. Ôi luôn, gục đầu rồi. Không, chút xíu nữa để tao lấy nét là nó nét nữa rồi đó. Bự, bành tráng. Bắt luôn rồi, nó đồng đưa. Cái này, quay lên.
Ô, trời đang mưa nha mọi người, dính con gắn quá to quá to. Dính cái đầu chụp dính cái đầu, dính cái đầu à. Cái bự hoành tráng luôn. Đẻ luôn. Thành thành cái bọc cho nó nên ca ca ca. Cô con gắn này bự nhất từ nãy giờ luôn á. Đồ đồ nghề mà có đồ nghề mà không chắc ăn hả? Quá dài. Đụng bay. Đây mọi người. Mấy anh em đi về mắc mưa ướt nhẹp hết trơn rồi. Thành quả đừng như đồ dở nha coi. Còn này gắn. Này có đồ nghề bắt được túi gắn nha mọi người. Ướt ngon ngót. Ướt nhem. Nước không, nó có nước không? Có nước không? Nước thì vẫn chết. Rồi bây giờ cái nào mặn rồi thì bỏ tủ lạnh mọi người, còn mấy con rắn này còn sống á. Chắc để ngày mai mới mặn chứ bây giờ mưa ướt lạnh quá rồi, không có làm được rồi. Để chừng chết đó nhé, để hơi vậy được rồi, kể lại để hơi vậy đi, ừ, vậy đó. Nó có lỗ thông rồi á. Ừ, quên nó có lỗ thông rồi. Đây được bấm còn nữa nè. Có đại như thế à? Được con cò bự. Được con bò bự, mấy con cò kia cũng bự đó. Chứ có nhỏ là khoảng 2 tay. Cái bọc 2kg không hết. Ok, buộc lại bao tủ lạnh. Đây dẹp đồ nghề. Đây nè, còn cái cây mới làm, cái đó dựng đêm mưa cho nó khô cho nó nhẹ bớt lên chứ, cái đó quá trời nhẹ à. Nay có cây đồ nghề cũng bắt được mớ gắn nha mọi người. Không có thì số lượng bắt ít hơn. Đây, chào mọi người ha.